Thưa quý vị, chính phủ Pháp cam kết sẽ tiếp tục đối thoại với các nghiệp đoàn để giải quyết vấn đề cải cách hệ thống hưu trí. Tuyên bố này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ký thông qua luật hưu trí sửa đổi và trong đó nâng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64 tuổi. Trả lời phỏng vấn trên truyền hình, người phát ngôn chính phủ Pháp Oliver Véran khẳng định việc luật hưu trí sửa đổi được nhanh chóng thông qua không đi ngược ý định của chính phủ trong việc hướng tới một giải pháp hòa bình với người dân Pháp cũng như các đối tác xã hội trong vấn đề này. Ông Véran cũng cho biết chính phủ Pháp dự kiến áp dụng luật mới từ ngày 1 tháng 9, dù nhấn mạnh việc nâng tuổi nghỉ hưu sẽ diễn ra một cách tuần tự. Ngoài ra, toàn bộ các điều khoản của luật sẽ chỉ có hiệu lực ở thời điểm trước khi kết thúc nhiệm kỳ hiện nay của Tổng thống Macron vào năm 2027. Trước đó, Tổng thống Macron đã ký ban hành luật hưu trí sửa đổi, nâng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64 tuổi. Tuy nhiên, Hội đồng Hiến pháp đã bác bỏ 6 đề xuất không được coi là cơ bản đối với bản chất của cải cách. Liên quan tới tình hình bất ổn tại Sudan, quân đội nước này thông báo đã giành lại quyền kiểm soát một số địa điểm trọng yếu tại thủ đô Khartoum sau khi đụng độ nổ ra. Tư lệnh quân đội Sudan xác nhận quân đội đang kiểm soát phủ tổng thống, trụ sở quân đội và sân bay thủ đô Khartoum sau đụng độ nổ ra giữa quân đội và nhóm bán quân sự các lực lượng hỗ trợ nhanh RSF. Căng thẳng bắt nguồn từ bất đồng giữa hai bên về cách thức sáp nhập RSF vào quân đội và đơn vị nào sẽ đảm trách công tác giám sát quá trình này. Việc sáp nhập hai lực lượng là điều kiện quan trọng trong thỏa thuận chuyển tiếp chính phủ chưa được ký kết tại Sudan. Trước tình hình trên, các đảng phái chính trị ở Sudan đã kêu gọi ngừng bắn và hối thúc cộng đồng quốc tế cùng các quốc gia trong khu vực triển khai hành động khẩn cấp để ngăn chặn những cuộc giao tranh. Bắt đầu từ ngày 17 tháng 4, Ukraine có thể bắt đầu xuất khẩu điện sang Slovakia, tổng cộng là 200 MW mỗi giờ. Thông báo này cũng đã được Công ty Điện lực Quốc gia đăng tải trên mạng xã hội. Phiên đấu giá đầu tiên để xuất khẩu điện sang Slovakia đã diễn ra vào ngày 15 tháng 4, với ngày giao hàng dự kiến là ngày 17 tháng 4. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine cho biết, nước này đã nối lại xuất khẩu điện sang các nước châu Âu. Hoạt động xuất khẩu điện của Ukraine sang Ba Lan và Romania cũng đang được nối lại theo lịch trình. Tuy nhiên, con số cụ thể sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của các nước này. Hiện nhu cầu năng lượng trong nước tại Ukraine được cung cấp 100% và nước này có nguồn dự trữ để xuất khẩu. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine cho biết không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước, Ukraine còn sẵn sàng khởi động lại xuất khẩu sang các nước láng giềng. Hơn 36.000 người tăng thêm mỗi ngày. Ấn Độ đã vượt Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới, với dân số trên 1 tỷ 400 triệu người, tính đến ngày 14 tháng 4. Tính đến ngày 14 tháng 4 năm 2023, dân số Ấn Độ là 1 tỷ 425 triệu 782.975 người, vượt Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới. Quy mô dân số của Trung Quốc sẽ giảm xuống còn 1 tỷ 425 triệu 748.032 người. Các cơ quan nghiên cứu của Liên Hợp Quốc sẽ xem xét tốc độ thay đổi mỗi ngày để xác định thời điểm chính xác mà Ấn Độ có dân số lớn hơn Trung Quốc. Theo đó, Ấn Độ tăng thêm trung bình khoảng 36.470 người mỗi ngày, trong khi dân số Trung Quốc giảm, mặc dù chậm, ở vào khoảng 983 người mỗi ngày. Liên Hợp Quốc cho biết, với đà tăng dân số như hiện nay, Ấn Độ có thể trở thành ngôi nhà của 1,7 tỷ người vào năm 2064. Đức đang kiểm tra tất cả các linh kiện của Trung Quốc được lắp đặt trong mạng 5G của nước này, từ đó sẽ xem xét cấm linh kiện của Huawei và ZTE trong mạng 5G quốc gia. Theo Bộ trưởng Nội vụ Đức, ba ưu tiên lớn nhất trong cuộc kiểm tra là xác định rủi ro, ngăn chặn nguy cơ và tránh sự phụ thuộc. Nhằm giải quyết các mối lo ngại về an ninh, Đức đang cân nhắc cấm lắp đặt một số thiết bị của hai công ty Huawei và ZTE của Trung Quốc trong các mạng viễn thông. Một số quốc gia hiện đã hạn chế dùng thiết bị viễn thông của Huawei và ZTE do lo ngại các phần mềm gián điệp có thể xâm nhập hệ thống viễn thông để phục vụ mục đích nghe lén hoặc truyền dữ liệu trái phép. Năm 2020, cơ quan quản lý viễn thông của Thụy Điển đã cấm các công ty Trung Quốc triển khai mạng 5G tại nước này. Trong khi đó, Vương quốc Anh đã ấn định hạn chót để loại bỏ tất cả các thiết bị của Huawei khỏi mạng 5G vào cuối năm 2027.